Ok, và hello. Ủa mà khoan, sao phải thùi ta? Cho thêm tí ánh sáng coi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hình như cũng còn hơi tối đúng không ta? Cho thêm tí ánh sáng nữa. Ta-da, đó, bạn thấy mình thần kỳ chưa? Trời ơi là trời. Ôi, ngứa quá bạn ơi, trời ơi. Mấy bạn biết tại sao mà hôm nay mình lại gọi là sống ở trong bóng tối như thế này không các bạn? Hey, nói chung là câu chuyện này rất là dài luôn bạn ơi. Nếu như những bạn nào mà đã đọc báo ngày hôm qua thì chắc là mấy bạn cũng biết rằng là gọi là Huế của chúng ta là miền Trung các bạn mới vừa trải qua một cơn bão rất là lớn luôn. Và thiệt hại của nó cũng rất là kinh khủng luôn, bạn xem này, đấy hình ảnh nè, đó thấy không? Quá trời thiệt hại luôn, cái gì đâu mà đổ cây nè, sập nhà nè, bay luôn cái nóc nhà luôn bạn ơi, trời ơi trời. Bởi vậy cho nên á, là hôm nay ở chỗ của mình hiện tại mình đang ở bạn là cúp điện mất tiêu rồi. Mà các bạn cũng biết đó, là mình quay video trên máy tính mà. Mà giờ cúp điện rồi thì điện đâu mà quay video cho các bạn xem đúng không? Vậy cho nên là hôm nay nè, mấy giờ ta? À, 12 giờ đêm bạn ơi, 12 giờ rưỡi luôn, ui, đúng 12 giờ rưỡi luôn nè. Đấy, hôm nay tranh thủ lúc mà bị cúp điện thì mình sẽ quay một cái video gọi là thử thách, gọi là sống trong bóng tối nha bạn nha. Đấy, nghe nó hơi ghê ghê nha, sống trong bóng tối nghe hơi ghê ghê nha. Đấy, nói chung là hôm nay mình sẽ thức đến sáng luôn bạn ơi. Mình nghĩ rằng là mình sẽ thức khoảng đến 3 giờ sáng, hoặc là thức đến 5 giờ sáng, hoặc là thức đến khi nào mà trời sáng luôn ấy, kiểu kiểu vậy. Và nếu như các bạn thấy thích cái thử thách này của mình thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Ok. Còn nói chung thì hôm nay cúp điện rồi, cũng không có quay video game được, cho nên thôi, rảnh là quay vlog cho bạn xem nha. Ok, let's go. Ok bạn ơi, thì hiện tại ở đây mình đang chuẩn bị một số những cái món đồ, những cái đồ ăn và những cái gọi là máy chơi game, đồ chơi, đồ á, để tối nay mình sẽ thức khuya đến sáng luôn bạn ơi. Vậy cho nên là phải cần có những cái này, để cho đỡ buồn, đấy ok. Thì ở đây mình đang có chuẩn bị một đống bánh sô-cô-la này. Ôi trời ơi, nhiều đây bánh mà ăn chắc là mập ú ù luôn, tăng 100kg luôn trời. Ok, nhưng mà thôi, đang buổi tối mà, cho nên thức khuya không việc gì làm thì ăn thôi đúng không các bạn? Đấy, còn ở đây thì mình chuẩn bị thêm cả kẹo nè, đây. Trên đây là kẹo nha các bạn nha, kẹo sô-cô-la nè, mình sẽ cho bạn xem. Đấy, bên trong nè, thấy không? Kẹo sô-cô-la bên trong, ok. Và mình có chuẩn bị thêm cả những cái trái cây khô nè, với lại là thêm nước uống, đấy, ok. Thì buồn buồn, không có gì làm, thì có cái máy điều khiển từ xa chơi game, đấy, ok, bấm này. Đánh, đó thấy không nè, biến thành robot này. Sao mày ngu thế hả? Mình mới làm gì ta? Ok bạn ơi, hồi nãy là một pha chơi ngu của mình, bấm nhầm nút thế là nó bay xuống sàn nhà luôn, cũng may là nó không bị hỏng bạn ơi. Ok bạn xem này, cái này nè, đó. Ok, buồn buồn không việc gì làm á thì lấy robot này ra chơi. Đó, ok rồi, tiếp theo nữa là ở đây mình có mới vừa mượn được Simmy bạn ơi, mới vừa mượn được mèo Simmy một cái máy chơi game Nintendo Switch đấy. Ok đây bạn xem này. Wow, cái máy này đắt lắm nha các bạn nha, hình như nghe đâu là 8 triệu lần đấy. Ui, nhìn này, màu hồng nha, đúng là con gái thường rất là thích màu hồng. Ok, ủa mà mở nó lên chỗ nào ta, bấm bậy cái là hư mất tiêu, cái sim nó bắt mình đền chết luôn á. Rồi ok, mình sẽ mở nó lên nè các bạn ơi. Hey, ta-da-da-da. Ủa sao chưa thấy gì nữa ta, ủa kìa vậy. Hey, ta-da-da-da. Đó, lên đây nè. Ok, giờ chúng ta đã có được cái máy Nintendo Switch để chơi game bạn ơi. Ở thấy không, hiện lên cái ký hiệu Nintendo Switch này. À, ok, giờ là trong đây có cái game Mario nè, ở mình có thể tải game này để chơi. Ok. Hi, mấy bạn ơi, hiện tại là mình đang mượn cái máy Nintendo Switch của Simmy để mình chơi game thử. Nhưng mà ai dè đâu cái máy này nó khó chơi vãi nồi bạn ạ. Bởi vậy cho nên là thôi, mình nghĩ rằng là chúng ta không nên đụng đến đâu, lỡ mà hư máy cái là chết luôn ấy, hư máy cái là đền luôn ấy, chết luôn á. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái game mà hiện tại mình đang chơi nha. Ta-da-da-da. Xin giới thiệu bạn, đây chính là game Dragon Raja bạn ơi. Và đây là một cái tựa game có thể nói là gọi là hình ảnh rất là đẹp luôn. Và hiện tại mình đang ghiền cái game này bạn ơi, Hero Team cũng đang chơi luôn á. Cho nên bạn đừng quên là tải game này về để chơi cùng với mình nha. Ok. Ok bạn ơi, thì trước khi vào video này nè, mình xin giới thiệu với bạn một cái tựa game mà hiện tại là Phong đang chơi và Hero Team cũng đang chơi bạn ơi. Xin giới thiệu bạn, đó chính là game Dragon Raja. Đấy, một tựa game có thể nói là hình ảnh cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét, siêu 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 đỉnh cao luôn các bạn ạ. Đấy, và khi mà mấy bạn vào trong cái tựa game này á thì nó sẽ cho phép mấy bạn là chọn gọi là sức mạnh của mấy bạn. Mấy bạn có thể chọn là xạ thủ, sát thủ, linh vũ hoặc là võ sư hay là kiếm sư gì đó, tùy theo ý mấy bạn. Và mấy bạn có thể chọn cả nam và lẫn nữ nữa nha. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây các bạn biết là gì không? Là nó có phần gọi là chọn cả loli nữa bạn ơi. Mấy bạn nào mà cảm thấy mình loli á thì bạn có thể chọn nhân vật là loli luôn nha. Đáng yêu chưa?
Và sau khi mà tạo nhân vật xong á thì mấy bạn sẽ được phép vào trong game và xây nhà á bạn ơi. Bạn coi nè, đây là cái ngôi nhà mà mình mới xây này đấy. Mấy bạn có thể tùy ý muốn xây như thế nào thì tùy mấy bạn luôn nha. Y hệt như Minecraft luôn, cực kỳ sáng tạo. Ok, và bây giờ thì ngôi nhà của mình đã được trang trí xong rồi mấy bạn ơi. Có đầy đủ TV, giường ngủ, máy chơi game luôn nha. Và tiếp theo mình sẽ khoe cho mấy bạn những con pet, những con thú cưng mà hiện tại mình đang có nha. Trong game này có rất là nhiều loại thú cưng luôn. Mấy bạn có thể chọn bất cứ con thú cưng nào mà mấy bạn muốn. Cực kỳ đáng yêu luôn nha mấy bạn nha. Bây giờ mình sẽ thử thăng cấp cho cái con cuốn màu xanh này lên này. Con cuốn này nhìn khá là dễ thương nè, thăng cấp nó lên. Ok, và sau đó mình sẽ chọn nó làm thú cưng chính của mình nha. Đó, mấy bạn thấy chưa, nó xuất hiện kế bên mình rồi nè. Bây giờ mình chạy đi đâu thì nó sẽ chạy theo mình luôn. Cực kỳ đáng yêu luôn bạn ơi. Và còn kho đồ ở trong game á, thì có thể nói là cực kỳ đa dạng luôn. Cho mấy bạn có thể thay bất cứ bộ đồ nào mà mấy bạn muốn. Thì có đồ đẹp rồi thì chúng ta phải kiếm một cái công việc nào đó để chúng ta làm, có phải không nào? Thì ở đây mấy bạn có thể chọn làm đầu bếp nè, làm ca sĩ hoặc là mở tiệm bán luôn nha. Rất là thích luôn. Còn nếu như các bạn không thích ngắm cảnh thì các bạn cũng có thể đi làm nhiệm vụ giết boss, giết quái. Đấy các bạn thấy không, ở đây là có rất là nhiều quái nè. Mình sẽ tiêu diệt những con quái này để mình có thể nhận được xu để mình mua thêm quần áo nha các bạn nha. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần tiêu diệt những con quái trong đây thôi. Mà hình như nói thiệt nha, nhân vật chúng ta thật là quá mạnh luôn rồi. Mấy con quái này tuổi gì mà có thể thắng được chúng ta đúng không? Đây đây đây, chém cho vài phát, kỹ năng có thể nói là cực kỳ đẹp mắt luôn các bạn ơi. Và bởi vì một tựa game gọi là hấp dẫn như thế này thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua được các bạn ơi. Nếu như những người nào mà muốn chơi game cùng với Hero Team, muốn chơi game cùng với Phong Cận thì bạn đừng quên là hãy tải ngay game The Dragon Raza về để chơi cùng với mình nha anh em. Trời ơi, online cùng với bạn bè thì thôi nói siêu vui luôn các bạn ơi. Ok, hãy tải ngay nha. Trời ơi các bạn ơi, thật sự luôn nha. Bây giờ đang là cúp điện cho nên nóng muốn chết luôn bạn, nóng ơi nóng luôn, nuốt cái bánh mà nuốt không nổi luôn á, nóng gì đâu luôn trời. Mà giờ chán quá. Không biết có cái gì để làm không ta? Buồn ghê luôn á. Ok bạn ơi, trong lúc không có gì làm thì Phong quyết định đem mấy cái bánh sô-cô-la đi xếp thành hình cái kim tự tháp. Đó. Rồi mấy bạn ơi, chán quá không có gì làm cho nên làm cái trò xàm xí gì đâu luôn á. À quên, mấy bạn yên tâm nha, mình đã để một cái tờ giấy bên dưới để mình lót nè. Cho nên là hoàn toàn sạch sẽ nha, các bạn đừng có lo là bị bẩn hay là gì. À, có nhiều bạn thế nào coi đến đoạn này cũng bảo là tại sao anh Phong lại đem đồ ăn ra để gọi là phá như vậy. Phá đâu phá, tôi để cái tờ giấy bên dưới tôi lót nè. Tôi để cho nó đẹp, sao tôi ăn chứ đúng không? Tất nhiên phải ăn rồi, ok. Quá ngon luôn. Mấy bạn nào chưa ăn cơm thì mình xin lỗi nha. Bánh này quá ngon luôn bạn ơi. Nè thử miếng đi, cắn thử miếng nè. Ok. Hello, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là bé Cam, phiên bản gọi là bé mèo sống trong bóng đêm. Cái gì vậy? Sao mỗi lần mà anh quay clip đến Cam cái là Cam lại nằm ra vậy Cam? Hả? Bộ muốn gọi là khoe cơ thể gọi là sexy ra cho mọi người thấy hả? Đúng là con trời trai ơi, mỡ không chứ có miếng muối nào hay là có eo thon đâu mà bị đặt khoe. Trời ơi trời, nằm nó khoe nữa bạn ơi. Hay, nhưng mà giờ trời tối thui rồi. Cho nên là Cam á bạn, nó chắc cũng không dám chạy nhảy gì đâu. Tại nó sợ, chắc cũng sợ tung vô tường các bạn. À không, hình như là mèo nhìn được trong bóng đêm mà đúng không? Nói chung là buổi tối chán quá, không có gì làm hết. Chắc là ngồi nựng nựng Cam xíu cho vui thôi. Ha Cam ha. Còn đây xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái chuồng mà mình với lại Sammy mới vừa mua cho Cam các bạn ơi. Đây, các bạn thấy không? Đây là một cái chuồng màu hồng. Các bạn biết tại sao mình lại mua cái chuồng này không? Là bởi vì con Cam á các bạn, nó cứ hay gọi là chạy nhảy lung tung rồi ở đầu nó cào người á các bạn, nó cào Sammy bị rồi chảy máu hoài à. Cho nên á là mình quyết định mua cái chuồng này để mỗi lần mà nó hư á các bạn, nó cào người ta thì mình sẽ bỏ vô cái chuồng, mình nhốt trong chuồng mình phạt nó. Đấy. Bởi cho nên á là Cam nó sợ lắm. Sợ không Cam? Ui sợ quá, sợ quá. Mình nhốt vô cho các bạn coi. Ok. Đấy rồi, chuẩn bị nhốt vô tù à. Ok. À, nếu như mấy bạn muốn mình làm thử thách 24 giờ bắt Cam nhốt vô nhà tù màu hồng thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, chui vô nè, nhốt lại luôn. Nghe lại. Đó bạn thấy không, nó đòi ra kìa. Đấy, ok. Rồi, ok, xong luôn. Bị nhốt cho nó luôn. Cam ơi, Cam, đó thấy không mẹ, thấy không? Nó vô nó xong tức tối quá, nó cào đồ các bạn, đó thấy không? Nó chui vô đó xong nó tức tối quá, nó cào đồ kìa. À, trời ơi trời, quậy ớn không? Ok, vậy là Cam nó bị nhốt vào tù rồi các bạn ơi. Mấy bạn ơi, nói thật luôn nha, trời tối nóng quá. Thật sự luôn á, mình cứ tưởng rằng là thức đến sáng là chuyện rất là đơn giản thôi, chỉ cần không ngủ
chỉ cần gọi là có bánh có kẹo ăn là tất nhiên là sẽ không buồn ngủ, nhưng mà ai dè đâu. Trời nóng muốn chết, ăn cũng không ăn nổi nữa, tại vì khó nuốt phải, nóng ơi là nóng luôn, ngủ cũng không ngủ được, bởi vì nóng quá không ngủ được các bạn ơi. Cho nên là thôi, bây giờ đang thời gian rảnh không có gì làm á, thì mình sẽ đem những cái bức ảnh mà những bạn fan đã vẽ tặng mình á để ra review cho bạn xem thử nha. Đây, bạn thấy không? Có rất là nhiều bạn vẽ những cái tranh rất là đẹp để gửi tặng cho mình luôn. Đó. Nhìn đẹp chưa? Ok. Còn có bạn còn thiêu luôn cả tranh tặng cho mình này. Thiêu hình như là thiêu cái chữ Phong mấy bạn ơi. Đây. Thì các bạn này chắc là còn nhỏ quá cho nên thiêu cũng chưa được đẹp lắm, nhưng mà nói chung là cũng rất là đáng yêu luôn. Đấy, hình trái tim đồ. Có bức tranh ông này ông vẽ tôi, mà ông vẽ tôi cái màu da của tôi giống như tôi bị người bộ tộc da đỏ. Nhưng mà nhìn rất là dễ thương nha. Nhìn rất là đáng yêu luôn. Đấy, mình sẽ ngồi mình review từng bức tranh. Đây. Còn có tranh Phong Cận nữa bạn. Đấy, dễ thương thật sự. Ok. Đây, quá trời luôn bạn ơi. Vẽ mình này, đó. Và có một cái bức này mình nói thật là khá là đẹp nữa bạn coi nè. Ta 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 ta. Đây là hình ảnh Phong Cận TV đang gọi là cầm một đống tiền luôn bạn ơi. Ông này vẽ tôi đang cầm đống tiền luôn, đúng kiểu mình thích luôn bạn. Đó. Còn ở đây thì có một vài bạn còn vẽ là vẽ tranh mình ngoài đời thật này. Thấy giống không? Thấy giống không? Mình thấy cũng hơi giống ấy, nhưng mà ở ngoài đời thật thì mình đẹp trai hơn. Ok. Còn có bạn còn vẽ chuyện tranh nữa đây, bạn xem nè. Có bạn còn vẽ cả chuyện tranh nữa đó, nhìn rất là đáng yêu luôn thầy. Mình cực kỳ thích những cái người vẽ chuyện tranh như thế này luôn, nhìn rất là dễ thương. Đây, và còn có những bức tranh khác nữa. Đó. Quá trời tranh mấy bạn tặng cho mình mà hôm gọi là fan meeting luôn. Ok. Và ở đây còn có thêm một số những cái bức tranh mà mấy bạn ấy vẽ mình nữa này, nhiều lắm. Nói chung là nhiều lắm mấy bạn ơi. Còn ở đây đó là những bức tranh phiên bản nhỏ. Nhìn rất là đáng yêu. Và một bức tranh mà có thể nói là cực kỳ đẹp luôn. Oh my god, bạn coi nè. Vẽ từ tô màu cái kiểu nhìn đẹp vãi. Thôi, nhìn đúng là xịn sò con bò cười luôn các bạn. Nhìn rất là đáng yêu luôn. Ok, rồi, bạn nào mà là người vẽ ra bức tranh này á thì cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Và tặng thưởng cho bạn một cái bánh này. Lấy được không? Không lấy được thì mình ăn thôi. Ok. Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu những các bạn nào mà đã gửi tranh cho mình á mà mình chưa có review trên đây á thì rất là xin lỗi các bạn nha các bạn. Nhưng mà mấy bạn yên tâm, mình vẫn luôn giữ tranh của bạn và mình luôn luôn bỏ trong két sắt. Mình bỏ trong két sắt á để mình lưu giữ lại, hiểu không? Những bức tranh này, những bức tranh mà những người fan đã tặng cho mình, những bạn fan rất là đáng yêu tặng cho mình, cho nên mình luôn luôn giữ lại. Ok. Bây giờ xem tranh xong rồi không biết làm gì nữa ta. Hey, chán quá bạn ơi. Bây giờ không có việc gì làm hết. Cúp điện, không chơi game được. Không gọi là quay clip được cho các bạn xem luôn. Bực vãi. Mấy bạn ơi, nói chung là hiện tại bây giờ mình đang không chịu nổi là cái nóng của gọi là cúp điện các bạn ạ. Mình nói thật nha, lạnh thì mình còn chịu được, chứ nóng thì mình không chịu được các bạn ạ. Bởi cho nên là sẵn mình mở tủ lạnh ra, mình ngồi kế bên tủ lạnh cho nó mát. Trời, tủ lạnh vẫn còn một chút gì đó hơi lạnh cho nên ngồi kế bên cho nó mát. Bạn ơi, bạn coi tóc mình nè. Tóc mình đổ quá trời mồ hôi luôn rồi. Thật sự bây giờ đang rất là nóng luôn. Trời. Sám ơi, bây giờ mấy giờ rồi? Trời, 3 giờ con nồi đi ngủ đi. 3 giờ tối luôn rồi bạn ơi, 3 giờ đêm luôn rồi. Mà bây giờ vẫn chưa có điện nữa. Thôi, chắc tối nay mình ngủ trong tủ lạnh luôn á. Chịu không nổi. Ơi là trời. Thôi mệt quá. Mình gọi là chắc là không quay vlog nổi đâu. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Chịu hết nổi rồi.